Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình. Trước khi bắt đầu tập này thì mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Victor Hồ đã donate 250k ủng hộ kênh mua từ game Matra Edet. Thì cái từ game Matra Edet này đã được việt hóa rồi. Trong thời gian tới thì mình sẽ chơi. Tại vì bây giờ không phải là mình không muốn chơi, mà vấn đề là bây giờ là máy đang có nhiều game quá. Máy mình giờ đang còn nhiều game quá, cho nên mình phải lia bớt, dọn bớt rồi. Rồi, vậy ha, chúng ta sẽ quay trở lại với hành trình của Hoàng Thượng Mèo. Vô. Đây, lần trước Lamentine đã hy sinh. Nó hy sinh cũng không chắc. Nói chung là đã chấp nhận làm một cái mồi nhử để dụ mấy con Ron để dí theo để chúng ta có thể thoát thân. Hy vọng là Lamentine không sao, không bị xóa ký ức. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là cái gì ta? Sửa tàu điện ngầm mà ra khỏi đây. Đây có cái gì để coi không? Thôi không bật nhạc đâu. Rồi. Nhìn con B-12 nằm trong túi nha, thấy hài không? Tàu điện ngầm thì đi đường này. Rồi, lên đường khỏi khu này thôi. Không biết trong đây còn gì để chúng ta không. Chắc không rồi gọi nè. Ồ, robot cũng dễ bậy ha. Dễ bậy khắp tường luôn nè. Đây không có ký ức ký ủng gì nha. Đây. Rồi, gắn cái đâu. Ủa. Bin. Chìa khóa tàu điện ngầm gắn cái đâu. Ở phía sau à? Đây chắc. Không được mở. Giỡn à. Kích hoạt ở bên nào ta? Đi theo cổng dây điện kìa. Cổng dây này dẫn tới đâu nè? À, nó dẫn tới đây. Nhưng mà đây là gì có chìa khóa. Thì phải đi ngược lại. Nó vẫn dẫn lại tới đâu. Bật đèn đi. Đây rồi. Bin. Neko, tập đoàn Neko. Rồi phải bật điện cho nó trước. Bật nhạc thì giống như nhạc của mấy cái game điện tử cổ hồi xưa. Nhạc mà mấy cái game điện tử mà không phải là gọi là máy PS1 luôn. Điện tử mà dạng 8 bit á. Hồi xưa lắm rồi, hồi mình còn nhỏ. Cách đây cũng chắc mấy chục năm. Đấy. Chuyến tàu đi tới trái đất. Đi tới bề mặt. Đi lên bề mặt nhé. Mình nghĩ là chắc là nếu mà trong phần này, trong phần tray này nó không nói
nó không nói cho chúng ta biết, hoặc là nó không có để lại những thông tin cho chúng ta biết việc tại sao lần này biến mất, thì có thể là mấy ông nhà sản xuất muốn cài cái đó, phòng điều khiển muốn cài cái đó để trong phần sau, phần tray 2 hoặc là một cái DLC nào đấy. Không cho nhảy lên ghế luôn, cho tôi nhảy lên ghế tôi coi, không thấy được phong cảnh gì cả. Bây giờ mới cho nhảy lên ghế, giờ này còn nhảy lên gì nữa, nãy mình tính nhảy lên đây để mình coi đường tàu điện ngầm như nào. Cái ghế này tàu lao luôn, nước quá thì nước luôn. Gì đây, phải thưởng thức cuộc sống ở một cái thành phố an toàn nhất trên thế giới. Bức tường thành phố, bức tường 99 à. Ừ. Ôi. Đứng đây hết hồn. Giúp được gì cho bạn? Đây nó chặn bà rồi còn đâu. À bên kia có đường lên. Má bán hàng thì bị hư rồi, nước uống lạnh rồi bị hư rồi. Hiển thị ba cái dòng code đua. Đây. Ủa sao phòng điều khiển này, hình như cái thành phố này nó có tên là bức tường 99 như vậy, để nè. Wow, World City, thành phố bức tường 99. Này bị lỗi hết rồi. Nước tăng lực, không muốn được. Có báo thôi mà không cho đọc báo. Nói chuyện với ông đang sân thường xem. Trợ lý 211. Còn này làm gì? Tỉa cây. Sao mỗi mấy ông này kiệm lời thế? Ông nào ông đấy nói đúng một câu một à? Nói chuyện với hoàng thượng một vinh dự mà ông nào ông đấy nói đúng một câu luôn. Dẫn mặt với hoàng thượng nha. City siêu chặn lại à, chốt chặn. Ôi nó bảo là những người nào mà vi phạm luật lệ thì sẽ bị giam tới nhà tù. Cánh cửa dựng lên mặt đất. Ủa, do lệnh giới nghiêm. Tại sao cánh cửa dựng lên mặt đất là bị chặn lại? Lệnh giới nghiêm. Lại có thêm câu hỏi nhưng chúng ta cần phải đi tìm câu trả lời. Tại sao lại có lệnh giới nghiêm? Mình đoán là có thể trên mặt đất đã xảy ra một cái thảm họa nào đấy, có thể là thảm họa hạt nhân khiến cho cái việc mình đi lên mặt đất là việc bị cấm. Giờ chúng ta phải tìm ra một kỹ sư của phòng điều khiển. Nó đúng một câu luôn. Ông kia không còn nói được câu dài dài, ông này nó đúng một câu mà. Ủa, cái này là máy rút tiền hả? Phải không? Thấy có chỗ bấm số kìa, ATM à. Sao màn hình làm cứ tưởng mà bị lỗi. Đúng rồi,
ATM ấy giống lên cây ATM. Ôi, ồ mình nhìn thấy khu ổ chuột dưới luôn kìa. Mọi người thấy không? Chúng ta đã đi lên khá là cao rồi, thấy được cả cái ổ của mấy con chuột. Xuất phát từ dưới lên tới đây. Các cụ hiện tại là làm cửa sổ. Cái phòng điều khiển không có ai chỉ tôi đường tới đó, chỗ đó đâu. Ông này nói được hai câu. À, khu này được bao quanh để một bức tường khá là lớn. Phòng điều khiển kia rồi, còn trên room lại tưới cây. Cây có sâu đâu mà tỉa. Kỹ sư phòng điều khiển ok. Không ai chỗ này bị khóa rồi mà. Sẽ đi vô. Nhìn cái này chắc là toilet rồi. Nó hai biểu tượng này giống nhau thì biết bên nào nam bên nào nữ. Ủa robot cũng chia ra giới tính nam nữ mà sao đây nó kìa. À đây đây đây. What the hell. Biết rồi nhưng mà ở đây nó không cho bấm chữ Y. À, phải nhảy lên đây. Chứ sao mà nó không chịu. Làm thế nào mới bấm được chi dưới đây. À bấm bên này trước. Trời ơi. Chỉ có con người mới được phép vào. Như vậy là trước đây đã có là người sống như này. Không biết tại sao giờ chỉ còn robot. Có một cái giả thuyết mà một số bạn comment mình thấy cũng khá là có lý. Có nghĩa là mấy bạn nó đưa ra một cái giả thuyết là ngoài cái ông nhà khoa học đã đưa cái trí não của mình vô robot thì có thể cũng có những người khác nữa. Cho nên đó là lý do khiến cho tại sao những con robot ở đây nó có những cái thói quen á giống hệt như con người, nhưng mà nó bắt chước thì bắt chước quá đáng. Mình thấy đó cũng có lý đó chứ. Còn cái việc mất trí nhớ là cũng giống như ông nhà khoa học rồi, trong quá trình mà tải ý thức lên thì bị trục trặc gì đấy, cho nên bị mất trí nhớ tập thể. Giờ vẫn chưa cho mở là sao? À, một người bấm đó, một người bấm đây đúng không? Gì vậy? Phải hợp như nào? Không nói. Này không cho bấm Y, nó hiện chữ Y mình không cho bấm Y. Mình phải đẩy cái giới lại không? Ở đây nó có cái gì để đặt ở đây? Mà lấy cái gì để đặt bây giờ? À lại. Nãy giờ mới thấy con robot trong nhà này. Lại đây nhìn lên. Đừng xét yếu. Rồi, ok, có đi. Phá dây luôn. Thank you.
khóa dây luôn. Dám mã khóa với anh à? Mở cửa ra nhanh lên. Đây phòng này có ma nào đâu. Giờ bắt đầu nhớ lời rồi đó. Dịch bệnh gì vậy? Zombie à? Con người hóa ra con người chết là do dịch bệnh. Còn mấy ông kỹ sư ở trong phòng điều khiển thì chẳng làm gì để giúp cả. Hóa ra là dịch bệnh này chắc phải dịch zombie đâu. Dịch bệnh ở đấy khiến loài người chết sạch. Ông nhà khoa học này ổng cũng chứng kiến cái chết của người thân. Cuối cùng là quyết định là tải cái trí não của mình lên. Cái gì đây? Bán nghe nhạc nữa thôi dẹp đi. Ông hứng thú. Sao ông kể ngắn thế, ông kể dài dài xíu nữa được không? Cả tivi này, tivi bao nhiêu inch đây? Chắc cũng ít nhất cũng là 65-75 inch. Hay là do cái lò vi khuẩn? Mình nghi là do có cái dịch bệnh nó xuất phát từ cái lò vi khuẩn. Lò vi khuẩn mà họ tạo ra để tiêu hủy rác á. Sau này cái loại vi khuẩn nó phát triển thành những con rất là có thải lắm. Cái gì mới chấp chấp. À đứng đây nhìn thế giới bên dưới. Đây có gì tiếp xúc rồi. Mấy cái nốt thì chú ký ức đâu, mảnh ký ức đâu, xem xét cái đằng nào thì chưa đi hết chỗ này. Khu này chứ hồi đó chắc đông người lắm đấy, đến tiếp giờ chả còn ai, con robot cũng có luôn. Tại vì chỗ này lại nó thiết lập là chỉ có loài người mới vô được. Máy tính tổng. Ồ, ông này khắc vô. Nhiều năm là bao nhiêu năm? Làm như nào? Bật chúng lên. Bật lên đi nào. Đi lên mấy cái bàn phím này để bật. Hiểu rồi. Cái nào tắt thì chúng ta phải đi lên để bật. Ok. Trời ơi. Bật nó dễ gì thế à. Chuyện nhỏ như con thỏ. Hát
Được chưa? Mở đi. Giờ phải làm gì nữa đây? Có ba cái khóa. Hệ thống được 10 khóa. Phá hoại. Phá như nào? Ở đây có dây nữa. Nhưng mà phá thì phải phá từ đây chứ. Đúng không? Quá là sao? Bật máy tính lên được quá. À chắc giật dây ra đúng không? Có chơi giật đấu. À đây. Cào rách dây. Bỏ túi nè. Đây, đây, đây. Quá vui khủng. Được chưa? Em ui mình điện giật dữ vậy, hát còn phải tốn giữ điện điện dữ vậy, chết mẹ nó báo động rồi, đừng nó thả mấy con quỷ kia mấy con ron vô nó dí nó bắn nha. Rồi nhanh để nó thả mấy con ron vô cắn trước khi nó thả mấy con ron vô. Một khóa đã mở. Nhiều điện đâu. Ở đây. Ở đây này. Đảo à. Đi. Mỗi lần phát xong rồi B12 bị chậm mạch rồi. Ôi, phóng điện rồi, sắp hư rồi. Đi điện đi cũng tới đây. Giỏi lắm. Chú quay thử mà xong hát đi ủ có khi nào phải đi kiếm con ron khác không? Mày nó không thả mấy quỷ ron vô. Nó thả vô dí nó bắn rồi rồi. Nói đi. Trời. Nghĩa là phá hủy phần mềm của tôi. Sao ông không nhờ tôi đi bắt một con ron khác để cái tải cái bộ nhớ của ông qua cái con ron đó mà ở đây không thấy con ron nào khác đó. Hay là chỗ này không có ron?
Trời, cái tay cầm rung quá trời rung, cầm luôn. Sao ông này ông không tải bộ nhớ của ông lên mạng lưới giống như lúc đầu khi mà chúng ta chưa giải cứu ông ta? Ông hãy tải tải cái ký ức của ông vô một cái USB hay là cái gì, hệ thống mạng lưới gì đấy, xong rồi chúng ta đi tìm cho ông một con ron khác. Đấy, chỗ này nó hơi kỳ kỳ sao? Phải chờ. Lúc đầu mấy con robot nó nói bầu trời nó chỉ là những bóng đèn thôi chứ không phải bầu trời thật sự. Có ánh sáng thì mấy con này chết. Mấy con này nó sợ ánh sáng. Chạy đi đâu? Momo kìa. Có thể là phần sau chúng ta có thể phần tray tiếp theo có thể chúng ta sẽ được lên mặt đất ấy, khám phá thế giới hậu tận thế, không biết thế giới trên kia thế nào. Ô, lên mình tin còn sống nha. Ủa, sao mấy con Ron nó thấy ánh sáng nó bị hư luôn? Sao còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải gì vậy? Vậy đi, cũng qua giấy. Thôi, mình tưởng nó bấm y nó đem theo B12 chứ nó có đem theo đâu. Ai rồi, đứng ngắm gì? Ồ, ánh sáng kìa. Wow, cái máy vờ mình hơi bị dữ dằn đấy. Đem đến coi máy vờ bự cỡ nào. Bự bằng với bức tường luôn. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi ở đây mới là có lại ánh sáng này. Được chưa? Nhiều lớp, không là nhiều lớp này, mình đếm sơ sơ đâu. 4 lớp à. Nó ra con người trốn xuống dưới này là để tránh cái dịch bệnh. Chắc chắn là do cái phòng vi khuẩn thôi. Nằm sau lớp luôn. Xong chưa? Xong rồi tôi đi. Ra. Còn mấy robot trong đây đâu? Vẫn tỉnh bơ, vẫn bình chân như vậy. Không cho nói chuyện luôn. Đấy rồi. Có thể là chúng ta đang ở trong một cái khu cách ly thôi mà cái này cách ly cái thành phố này, cho nên mới để là thành phố bức tường 99 này. Có thể sẽ còn nhiều khu cách ly khác này. Dịch bệnh mình ghê dữ. Chói quá. Bướm này. Chim. Từ hồi rớt xuống đây mới thấy những cái loài vật khác. Bình thường toàn thấy mấy robot thôi mà chỉ có mấy con vi khuẩn biến thành mấy con rớt thôi. Đáng tiếc một điều là B12 không đi theo chúng ta được.
có tín hiệu. Mở mắt. Ai ô mình nơ. Rồi hết luôn hả? Có tín hiệu gì là có khả năng là chỉ có thành phố này là người mất tích hết thì còn những thành phố khác có thể vẫn còn. Tại vì cuối game chúng ta thấy có tín hiệu đó. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần chơi Trey. Thì mình biết là chắc sẽ có một số bạn thấy khó chịu vì mình không kiếm hết được những cái ký ức. Tại vì kiếm được 66% và khoảng 2/3. Thật ra thì đối với mình á, cái tự game này nó nói chung là mấy ký ức nó cũng không cho chúng ta biết gì nhiều đâu. Nếu mà trong mấy cái ký ức đó nó có mấy nhật ký của những người khác ngoài ông nhà khoa học ra, nhằm mấy cái nhật ký đó nó lại cho chúng ta biết cuộc sống của con người khi mà dịch bệnh ấy, thì mình sẵn sàng mình trở lại. Nhưng mà sau khi kiếm được 60% mình thấy mấy ký ức thì nó tào lao quá. Nó chỉ cho chúng ta thấy được những cái trí nhớ, những cái đoạn hồi ức ngắn ngủi của ông nhà khoa học thôi. Mình thấy nó cũng không đáng để mình phí thời gian chơi lại từ game này. Và mình cũng đã đọc một số bài viết rồi. Nói chung là đây là tự game đầu tay thôi, cho nên có một số cái mấy ông làm game á, ông làm chưa được tốt lắm, khiến cho cái giá trị chơi lại của tự game này không cao. Đa số là người ta chỉ chơi một lần rồi. Phải chi mà mấy cái ký ức đó họ làm thêm những cái giấy tờ hoặc là những cái gì á cho chúng ta đọc được để biết thêm đó, thì nó hay hơn. Mà đáng tiếc là không có. Vậy ha. Sắp tới thì tháng 9 này sẽ có một số tựa game hay được ra mắt nữa. Và mình cũng có đăng trên kênh đấy. Giống như là Final Fantasy 7 Remake này. Rồi Horizon Zero Dawn Việt ngữ. Fantasy 7 Remake đó cũng ra bản Việt ngữ luôn. Thật ra thì đã có bản Việt ngữ là tháng 8 rồi, nhưng mà do là mình không kịp donate á, cho nên đã bị khóa donate. À, mình phải chờ đến tháng 9 để được chơi bản patch cộng đồng. Ba tựa game, ngoài hai game mình nói trên, còn một có một cái nữa là tựa game nói về sinh tồn ra tiền sử. Hình như là Far Cry, đúng rồi, Far Cry gì á. Nhớ được cái tựa là Far Cry Primal, đúng rồi. Một tựa game sinh tồn ra tiền sử. Thì tháng 9 chúng ta sẽ tập trung vào những tựa game đó. Nhưng mà nói trước luôn nha, hiện giờ thì mình chỉ có hiện giờ mình đã mua được Horizon Zero Dawn rồi, với lại Far Cry Primal đã mua rồi, cho nên chắc chắn là tháng 9 mình sẽ chơi hai thứ game đó. Nếu mà hơn được bên game thường việc họ gửi cho patch sớm thì mình sẽ chơi luôn. Còn Final Fantasy, cái từ game Final Fantasy 7 Remake á, thì nó mắc quá, nó đâu tới gần 1,7-1,8 triệu, cho nên mình chưa có mua. Nếu mà mua chắc cũng phải đợi nó sale. Khi mà bỏ tới 1,7-1,8 triệu ra một tựa game để mua tựa game thì đối với mình nó số tiền nó quá lớn. Vậy ha, hẹn tại mọi người trong những tựa game khác. Bye bye.